Xin chào mọi người, chắc hẳn mọi người cũng đã từng biết đến cái thương hiệu Cabase là một hãng chuyên sản xuất loa. Thì hãng đã rất thành công với những dòng loa đồng trục của mình. Vậy thì khi họ làm âm ly sẽ như thế nào? Hãy cùng theo dõi video nhé. Đầu tiên mình sẽ đề cập đến về phần thiết kế của chiếc âm ly này. Với một cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn, và cái cảm giác khi mà mình cầm cái âm ly này á, nó rất là đầm tay. Cái chiều cao của nó khoảng là 10 cm và cái bề ngang của nó là hơn một gang tay thôi. Đó, các bạn có thể hình dung ra được. Phần mặt trước nó sẽ gồm màn hình hiển thị nè, và nó được tối giản hóa đi, chỉ một nút nguồn và cái cổng 3.5 để mình cắm tai nghe, cùng với lại bên trái là cái logo Cabase của hãng. Ở nóc trên nó cũng có một cái logo Cabase nữa, nhưng mà là logo dạng hình ảnh. Phần hai bên của chiếc âm ly sẽ tương tự như những chiếc âm ly khác, là những cái lá tản nhiệt bằng nhôm. Và cái độ hoàn thiện của những cái lá này mình đánh giá cao nha các bạn. Cái lá tản nhiệt này á, mà nó bén á, cầm nắm nó rất là khó chịu, rất là dễ bị sứt tay nha. Về phần mặt sau thì đây là một chiếc âm ly all in one. Chắc chắn là nó sẽ có những cái cầu loa nè, cầu loa trái phải, và các cổng input RCA 1-2, cổng sub out, cái cổng USB nè để mình có thể cắm thêm thiết bị lưu trữ file nhạc này, rồi các cổng optical, cổng HDMI để kết nối TV. Đây là một cái điểm cộng nha các bạn, tại vì một số dòng âm ly khác dạng all in one, tuy nhiên nó chỉ có optical thôi, không có cái cổng HDMI, thì các bạn vẫn phải điều khiển cái âm ly đó thông qua một cái remote của âm ly. Chúng ta không có thể điều khiển bằng remote TV được. Đó. Rồi cổng Ethernet kết nối mạng cho ổn định. Con này nó vẫn hỗ trợ Wi-Fi, và anten của nó là loại anten giấu bên trong. Đó, cái này cũng là một điểm cộng. Bởi vì á, những cái loại mà có anten á, mình cảm thấy là nó khá là bất tiện. Nhiều khi á, mình vận chuyển hay mình rút dây, cắm dây đồ này kia á, mà nó cái anten nó sẽ có trường hợp bị gãy nha các bạn. Tổng quan lại thì về cái phần thiết kế của chiếc âm ly này, nó không khác gì một cái máy chiếu các bạn. Mình có thể nhìn đây giống như một cái ống kính vậy đó. Nhân đây mình cũng nói luôn, về cái phần trải nghiệm á, thì nó có một chút khó chịu. Xung quanh của cái màn hình hiển thị này, nó là cái núm điều chỉnh âm lượng, thì nó bị một vấn đề. Nếu các bạn chạm vào á, thì nó đôi khi tay ngón tay của chúng ta nó bự á, thì nó sẽ đè lên cả phần màn hình và cả cái núm xoay, nó sẽ bị rít. Nó hơi khó chịu nha. Nếu mà mình tay con gái á, thì không sao nha, tay phụ nữ thường nhỏ thì sẽ dễ dàng mà chỉnh âm lượng bằng cái núm này. Và điều đặc biệt của chiếc âm ly này so với các loại âm ly thông thường khác, đó chính là về việc hãng đã tích hợp cái phần mềm tinh chỉnh cho chiếc loa của mình ngay trên cái phần mềm tinh chỉnh cho âm ly luôn. Đối với những cái âm ly hi-fi thông thường, các bạn sẽ chỉ có thể chỉnh tăng bass drop, hoặc là nhiều lắm thì chúng ta sẽ di dời loa thủ công. Thì đối với Cabase, họ đã đưa những cái tinh chỉnh thiết lập âm phòng dựa trên những con loa mà họ đã làm rất tốt trước đây. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn coi cái app của Abyss âm ly này nha. Thì mình sẽ có thể cài đặt ở phía trên cùng, đó chính là về loa và vị trí. Ở đây hãng sẽ cho chúng ta vị trí đặt loa tương ứng với cái hình ở đây nè. Chúng ta có thể bấm là chọn cái vị trí tương ứng đó, cách nằm ngay góc tường, hay là nằm hai bên bàn và ở phía sát tường, và nằm cách tường một khoảng đó. Rồi ngoài ra thì hãng sẽ cho cái bộ chỉnh âm là âm trầm âm bổng, là cái bass drop. Phần nâng cao thì cũng sẽ có một cái đặc biệt nữa, đó chính là cái tối ưu hóa âm lượng. Tối ưu hóa âm lượng ở đây là dùng cho các bạn khi nghe âm lượng nhỏ, nó vẫn đáp ứng được những cái tần số và chi tiết nó rõ ràng. Rồi, đó là những cái điều đặc biệt của chiếc âm ly này so với các âm ly hi-fi thông thường khác. Và về phần chất âm, chiếc âm ly này nó là có mạch khuếch đại Class D, và có mức công suất nó là 120W mỗi kênh. Tuy nhiên bên mình đã test thực tế với những cái loa cột khó kéo, cũng như là chiếc loa ở phía sau lưng mình đây, đó chính là chiếc loa Cabase Murano của hãng Cabase luôn. Với những chiếc loa khó kéo, nó vẫn là đáp ứng rất tốt. Cái chất âm mà nó đem lại, nó không đơn thuần là một cái âm ly Class D. Nó có thể sánh ngang với những cái âm ly Class AB có mức công suất khoảng tầm 100W đổ lại luôn nha các bạn.
cộng với một cái điểm đặc biệt của chiếc Amply này, đó chính là việc hãng đã tích hợp những cái tinh chỉnh cho chiếc Amply, thì mình thấy được cái chất âm cho ra cái âm hình sân khấu rất là tốt. Nếu như các Amply thông thường khác các bạn sử dụng thì các bạn phải cân loa, rồi cân quầy kệ, rồi trang âm rất là nhiều thứ. Thì giờ đây đối với cả Kabase, một chiếc Amply, các bạn có thể nghe được chất âm, âm hình sân khấu rất rõ ràng mà chỉ thông qua phần mềm trên app điện thoại thôi. Đó. Và tóm lại, chiếc Amply Kabase Abyss này với mức giá là 55 triệu, các bạn sẽ sở hữu được một chiếc Amply nó có kích thước nhỏ gọn nè, và cái thiết kế tối giản cũng như là cái mạch công suất đủ khỏe để kéo được những cặp loa cột hoặc là những cái cặp loa bút xeo cỡ lớn. Cộng với những cái tính năng tinh chỉnh âm học phòng thì chúng ta có được thêm những cái trải nghiệm về âm hình sân khấu rất là chi tiết rõ ràng mà các loại Amply Hi-Fi không thường khác không thể có được. Và các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc Amply Kabase Abyss này, hãy để lại bình luận bên phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Cũng như là nếu các bạn muốn trải nghiệm trực tiếp chiếc Amply này, hãy ghé ngay showroom của Thiên Vũ ở 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.